Võ Lâm Ngoại Sử, chương 105 hồi 44, tình trói buộc, chết không buông. Cơ thể giống như cừu trắng của nữ tử đang cuộn tròn trong dương, những đường cong của nàng ta rất mềm mại, cơ thể đầy đặn và làn da của nàng rất mịn màng. Ngực của nàng vẫn hơi phập vòng nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền và khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như thể nàng đang ngủ say hoặc bất tỉnh. Thẩm Lãng, Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa và hồng Miêu Nhi gần như sừng sốt, họ chợt phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp này có phần giống vương phu nhân nhưng lại thiếu đi vẻ hấp dẫn mê người của vương phu nhân khoái lộc vương cười nói <cười> vị nữ tử này cũng không tệ à chỉ là các hạ không nên đến tặng vào thời khắc này lẽ nào các hạ lại không sợ tân nương của bổn vương ghen hay sao Bốc công trực mỉm cười nói, <cười> vương gia chớ hiểu lầm dụng ý của vãn bối. Vãn bối đem nữ tử này đến tặng không phải là làm cơ thiếp cho vương gia, mà là vật hiến tế tặng cho ngày đại hỷ của vương gia và vương phi. ạ Khói là vương cao mày nói, những lời này là thế nào? Ta nghe không hiểu. Bốc công trực nói, vào thời cổ đại, vào những buổi lễ quan trọng đều dùng động vật làm vật hiến tế để tạ ơn trời đất. Nếu dùng người sống thay cho động vật thì tất nhiên là thể hiện sự long trọng nhất. Khói lạc vương xen vào, ngươi mang người này tới đây muốn ta giết nàng sao? Bốc công trực mỉm cười và nói, vãn bối mang nàng ta đến đây chính là vì điều này. Khói lạc vương vỗ bàn đánh bách, nghiêm sắc giọng nói, Người tới đây cố ý trêu chọc bổn vương hay sao? Bốc công trực cúi đầu nói, dạ, vãn bối không dám. Khói lạc vương tức giận nói, hôm nay là ngày tốt lành của bổn vương, nhưng người lại sốt sáng mang đến một người, rồi bảo ta giết đi, rốt cục đây là vì cái gì? Thiên hạ làm sao có chuyện hoang đường như vậy? Bốc công trực thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói. Vừa vặn, vãn bối biết được nữ nhân này muốn đến phá hoại hôn lễ của vương gia, cho nên mới bày mưu tóm được cô ta vương gia sẽ lấy đó làm vật lễ chính là đại cát đại lợi khoái lạc vương nói ngươi nói nữ tử này muốn tới phá hôn lễ của một vương bốc công trực nói chính là như thế khoái lạc vương đầu lên điên cuồng nói cô ta có thể phá hư hôn lễ của ta sao bốc công trực nói vãn bối vốn không tin nhưng nghe cô ta nói lại cảm thấy có chút uh, hắn ấp a à, ấp úng như thể có những lời rất khó nói ra khoái lạc vương nói cô ta nói gì bốc công trực nói uh, cô ta uh, cái này khoái lạc vương vỗ án nói mau nói ra bốc công trực nói dạ vãn bối thật sự không dám nói khoái lạc vương cả giận nói tại sao ngươi lại không dám nói bốc công trực nói <laughs> nếu vãn bối nói ra thì vương gia nhất định sẽ trách tội. Khói lão vương nói cứ nói đi, à, bổn vương tuyệt đối sẽ không trách người. bốc công trực nói, dạ, à, nếu đã có lời vàng của vương gia thì vãn bối có thể yên tâm để nói. hắn thở dài một hơi, à, chỉ vì nữ tử này nói là nàng có tư cách ngăn cản hôn sự của vương gia. Khói lão vương cả giận nói, cô ta dám nói như vậy! bốc công trực nhìn quanh một lượt trầm giọng nói <laughs> cô ta nói cô ta chính là thê tử của vương gia những lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc khoái lộc vương cả giận nói cô ta lại có thể dám làm như vậy lão dường như đột nhiên nhận ra người phụ nữ trong dương nhìn có mấy phần giống vương phu nhân lão liền sửng sốt giọng nói đứt quãng bốc công trực làm như không nhìn thấy chậm rãi nói tiếp. đương nhiên là vãn bối sẽ không bao giờ tin những lời nói xàm của này của cô ta. nhưng mà nữ tử này uh, lại cũng nói một số lời uh, lại còn khó nghe, khó lọc tai hơn. khoái là vương ngơ ngác nhìn nữ tử trong dương, nhất thời không nói nên lời. bạch phi phi nói, cô ta còn nói cái gì? bốc công trực nói, nếu vương gia không trách tội thì uh, vãn bối mới dám nói bạch phi phi nói ta nói cho ta biết ta không trách tội người bốc công trực nói à cô ta còn nói nữ nhân trong thiên hạ đều có thể gả cho vương gia nhưng duy nhất chỉ có vương phi là người không thể bạch phi phi nói tại sao bốc công trực nói cô ta nói chỉ vì chỉ vì Vương Phi là con gái của Vương Gia. Câu nói này vừa nói ra càng khiến cho người ta kinh ngạc tột độ. Ngay cả đến bọn mấy người thẩm lãng cũng không nhịn được mà biến sắc mặt. Họ thực sự không thể nghi, không nghi ngờ về người phụ nữ ở trong dương. Tất cả, tất nhiên cô ta tuyệt đối không phải là Vương Phu Nhân và Vương Phu Nhân sẽ không bao giờ có thể rơi vào tay của bốc công trực. Vậy, rốt cục cô ta là ai? Và làm thế nào mà cô ta biết được những bí mật kinh người này? Làm sao cô ta có thể trông giống vương phu nhân được? Giữa cô ta và khoái lạc vương, thực sự lại có một mối quan hệ bí ẩn nào đó sao? Đóa hoa vàng trên vương mị trên mũ phượng quan của Bạch Phi Phi đã run lên, rèm trâu che mặt cũng đã lay động. Cuối cùng đột ngột đứng dậy, lao đến chỗ khoái lạc vương, run giọng nói. Những lời hắn nói ngươi nghe thấy chưa khoái lạc vương dường như vẫn đang còn ngây người sửng sốt lơ đễnh nói ờ ta nghe thấy đương nhiên là nghe thấy rồi bạch phi phi nói nghe thấy rồi ngươi còn không muốn giết cô ta khoái lạc vương nói giết ai bạch phi phi nói đương nhiên là giết nữ tử ở trong dương kia khoái lạc vương nói ồ giết cô ta bạch phi phi ấp ống nắp Ngươi còn không làm, tại sao không làm? Khói Lạc Vương nói, động thủ sao? Ngay lúc này phải động thủ sao? Vẻ mặt của lão tựa hồ cực kỳ quái dị. Tuy nói, lời nói tuy rằng từ trong miệng lão nói ra, nhưng tựa hồ cũng không phải lão nói ra. Kẻ anh hùng của một thời đại, và lúc này xem ra có phần thần bút, thần bất phụ xá, thần hồn lạc mất. Bạch Phi Phi toàn thân run lên nói, Ngươi không muốn động thủ, lẽ nào cô ta thực sự là thê tử của ngươi sao? Khói lạc vương cười quái dị nói, <laughs> cô ta đương nhiên không phải là thê tử của ta. Bạch Vi Vi hừ một tiếng, <laughs> nếu không phải, người giết cô ta cho ta xem. Khói lạc vương lẩm bẩm, ngươi muốn ta giết cô ta? Được, được. Sắc mặt bốc công trực cũng lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên đi lên mấy bước, cởi ra kim đao ở bên hông, hai tay nâng lên đưa. Bạch Phi Phi lao tới và rút con dao ra, toang ném nó đến trước mặt khoái lạc vương, run giọng nói, nếu người không giết cô ta, ta sẽ chết trước mặt người. khoái Lạc vương đột nhiên ngẩng đầu lên cười to. <cười> Các người nếu đã quyết tâm để cho bổn vương ra tay thì bổn vương chỉ đành xuất thủ rồi. Trong tiếng cười, lão đã nắm lấy đao. Nghiêm sắc nói, giết người đây chẳng phải là việc quá dễ dàng hay sao lão như tia chớp xả đao về phía bạch phi phi ánh đao giống như tia chớp âm thanh từ đao giống như tiếng sầm rền khí thế mạnh bạo gấp gáp đến mức khiến cho người ta không thể đề phòng thế vô cùng mạnh bạo không có gì sánh nổi nhưng ai cũng không nghĩ đến nắp dao sát thủ này lại chém xả tân nương bạch phi phi ngay cả đến bọn hùng miêu nhi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc khoái lạc vương có thể ra chiêu này cho dù trong trường hợp khoái lạc vương có tin rằng bạch phi phi chính là con gái của lão thì cũng không nên chém xả bạch phi phi nhưng bạch phi phi đã sớm nghĩ ra chiêu này ánh đao vừa xuất hiện những tiếng hô lên kinh hãi của đám đông còn chưa kịp thốt ra thân thể của bạch phi phi đã nghiêng mình phiêu phiêu bay ra một đao mạnh như vũ bão không thể đỡ nổi của khoái lạc vương, không chém chúng cô ta. Tiếng kêu kinh hãi của đám đông đến giờ mới cất lên. Bạch Phi Phi dường như đã dán mình trên cột trụ của cung điện và nói, Người không giết cô ta, ngược lại lại giết ta, người điên sạp." Khói lạc vương cười điên cuồng nói, <laughs> cái mưu mà trước quỷ này của bọn các ngươi có thể giấu được người khác lại làm sao có thể qua mắt được khoái lạc vương bạch phi phi nói quỳ kế quỳ kế gì tiếng cười của khoái lạc vương đột nhiên ngưng bặt nghiêm sắc giọng giữ chặt bốn cửa không cho một người sống nào đi ra ngoài tuy đến lúc này quần hào không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng lệnh của khoái lạc vương đám đông đã đứng phắt hết cả lên bốc công trực nói nhưng mà vãn bối Khói lạc vương cười lạnh nói <cười> đặc biệt là ngươi hôm nay ngươi có thể tới nhưng không thể đi bốc công trực lui về phía sau ba bước đột nhiên cười nói <cười> được Khói lạc vương ngươi quả như là lợi hại bốc công trực ta bội phục ngươi trong tiếng cười bỗng nhiên bóng của hắn xoay xoay chỉ nghe một loạt tiếng suy 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 vang lên trên người hắn bỗng nhiên bùng lên một làn khói tím Khói lạc vương vung tay quát to nín thở đừng để hai người bọn họ chạy thoát chỉ với một câu này khói tím đã tràn ngập toàn bộ đại điện lúc này chủ thất thất nói rốt cục xảy ra chuyện gì rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy hồ miêu nhi nói có lẽ đây là vu thuật độ thủy độ vu thuật phù thủy độ thổ chạy trốn của bốc công trực vương lân hòa nói thú vị quả nhiên là thú vị cũng ngay lúc này chủ thất thất hùng miêu nhi vương lân hoa mấy người chỉ cảm thấy một bàn tay giải khai huyệt đạo của họ họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng họ nghe thấy giọng nói của thẩm lãng nín thở và lao ra về tà trong đại điện đã trở nên hỗn loạn một đám, giữa tiếng la hét là những tiếng kêu thảm thiết. chúng ta thất mơ hồ, túm lấy vạt áo của thẩm lãng, ngay người lao về phía trước, mơ mơ hồ hồ lao về phía trước. Nàng không biết huyệt đạo của thẩm lãng đã được mở thế nào, huống hồ là thẩm lãng làm sao có thể lao ra, nhưng thẩm lãng lại có thể lao ra. Khói đã lan ra bên ngoài, và mọi người bên ngoài đều đã bị sặc và ho. Những người này nhìn thấy thẩm lãng lao ra, liền kinh hãi lao tới. Nhưng lòng bàn tay của thẩm lãng khẽ vung một cái, bọn hắn cả kinh ngã xuống đất. Trên đời này có được mấy người có thể ngăn cản được thẩm lãng. Tay và chân của Chu Thất Thất vẫn còn tê, Hồng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa lệnh trệ loạn trọng đi theo phía sau nàng. Tay và chân của họ rõ ràng là không được linh hoạt như bình thường. Cho dù họ có công lực siêu phàm đến đâu, nhưng huyệt đạo của họ bị bế lâu như vậy, thì việc chân tay khó tránh tê bại. Đây là hiện tượng không ai có thể tránh khỏi. Nhưng thầm lãng lại không có hiện tượng này. Trên lưng chàng còn cõng một người. Thân thủ vẫn uyển chuyển như vậy. Tựa hồ như có một loại sức mạnh thần thông, bất luận là ai đều cũng không thể đoán được. Càng khó hiểu hơn là người trong dương lại đang ở trên lưng của chàng. Tại sao trong lúc nguy cấp như vậy, chàng lại phải cứu cô ta ra? Mề mề màn màn hồ hồ đồ đồ, chủ thất thất lao qua một hành lang bằng đá, bước lên một thềm bằng đá và ra khỏi cổng thành hầm ngầm bí ẩn này. Nếu ai đó hỏi nàng làm thế nào mà nàng ra ngoài sau đó thì nàng chắc chắn sẽ không thể trả lời. Tất cả những gì nàng biết là cuối cùng nàng đã đến được mặt đất. Cuối cùng nàng đã có thể nhìn thấy những vì sao và cho đến bây giờ nàng chưa bao giờ biết rằng ánh sao lại đáng yêu đến như thế bầu trời đầy sao và đó là giờ tị dưới ánh sao có một nhóm người canh giữ một đàn ngựa thẩm lãng đánh ngã người nọ đoạt lấy ngựa xông qua một cái thôn nhỏ sau đó một mình trở về giật lấy mấy túi nước da cừu cùng mấy gói lương khô mặc dù khoái lạc vương có hộ vệ nhưng trở tay không kịp căn bản không thể phòng bị thẩm lãng di chuyển nhanh như hồn ma bọn họ hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng của chàng hồng miêu nhi và những người khác mặc dù chưa phục hồi khí lực nhưng họ vẫn đủ sức để quất ngựa họ dùng tất cả sức lực của mình quất ngựa và lao đi một lèo đến hàng chục dặm phía trước là một sa mạc đầm lầy hoang vu vô biên vô tận Sa mạc hoang vu vô biên vô tận trong sóc đêm tuy nhìn có vẻ đầy khủng khiếp nhưng bất luận thế nào cũng còn dễ thương hơn rất nhiều so với cái căn phòng giam tối tăm mấy ngày vừa rồi. Chủ tôi thất nhảy lên lưng ngựa và phi nước đại không thể không hét lên vì sung sướng. Hùng miêu Nhi không nhịn được cười nói ha, ha, chúng ta còn chưa có chết chúng ta đã chạy trốn chú tất tất cười khúc khích và nói vương lân hoa bây giờ thì ngươi cũng phải bội phục thẩm lãng rồi chứ vương lân hoa thở dài thẩm lãng à thẩm lãng ta thật không biết là ở bên trong này có pháp lực gì thần bí ta không thể nghĩ cho thông làm sao mà ngươi lại có thể thoát ra được nhỉ chú tất tất nói điều đó không tệ mặc dù là ta đã trốn thoát nhưng mà cảm thấy nó vẫn như là một giấc mơ thẩm lãng thở dài may mắn đây thực sự là sự may mắn chú thất thất lớn tiếng nói ha ah, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đi được không em có vài lời không hỏi chàng em nếu mà không hỏi chàng được thì em thực sự sẽ nghẹt thở mà chết mất mấy người tìm chỗ tránh gió nghỉ lại đây vốn là lòng sông khô cạn nên tất nhiên có rất nhiều chỗ trũng để tránh gió chú thất kéo thẩm lão và nói, Hay, những cái khác không hỏi, à, em hỏi chàng huyệt đạo của chàng ngày làm thế nào mà giải được. thẩm lão nói, huyệt đạo à, cái này, đó thực sự là một bí mật, một bí mật mà chỉ mình chàng biết. bạch phi phi, chàng lại nghĩ đến bạch phi phi, nhớ lại những ngày thê thảm trong căn phòng đá, những ngày cuồng hoan. mỗi lần bạch phi phi thường mở huyệt đạo trước, trước khi rời đi lại điểm huyệt. Cô ta cho rằng thẩm lãng đã hoàn toàn không có khả năng đề kháng. <laughs> cô ta đã đánh giá thấp thẩm lãng. Thẩm lãng vĩnh viễn mãi mãi là thẩm lãng. Bất luận trong tình huống thế nào. Cái năng lực siêu nhân của chàng. Hết lần này đến lần khác. Chàng đã dần dần bồi dưỡng nên thành năng lực của chính bản thân mình. Vào lần cuối cùng. Chàng cuối cùng cũng đã hoàn toàn bế huyệt đạo của mình lại. Trong những giây phút bi thương mà lại kỳ diệu diễm lệ đó, Bạch Phi Phi cuối cùng cũng đã bị giấu một lần. Nên là một đêm trước hôn lễ đó, Thẩm Lãng có thể nói đã hoàn toàn tự do, nhưng chàng vẫn giả vờ như không thể động đậy được, chàng đang chờ cơ hội. Đây là bí mật của Thẩm Lãng, tất nhiên là chàng không thể và cũng không muốn nói ra bí mật này. Chàng chỉ khẽ cười một tiếng nói <laughs> không phải là các ngươi nói ta có ma lực thần bí sao? Thế thì cứ coi nó là một loại ma lực thần bí đi. chu thất thất thở dài và lại mỉm cười. Ha à, ha, ta biết. Chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được chàng và ta cũng không muốn hiểu chàng. Chỉ cần chỉ cần em có thể thích chàng là đủ rồi. Ờ, nhưng nàng lít nhìn người phụ nữ trong dương không hỏi, không đừng được nói nhưng uh, chẳng liều mạng như vậy để cứu cô ta ra đây thì uh, đây lại là vì sao nữ tử vẫn còn mê man dưới ánh sao cảm lộ vẻ thần bí cơ thể quyến rũ của cô ta đã được thẩm lãng dùng y phục quấn lại chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thần bí kia thẩm lãng nhìn chằm chằm vào mặt cô ta đột nhiên thở dài một hơi nói Hài, chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn không biết cô ta là ai chú tôi giật mình và nói cô ấy là ai cô ấy là ai Hùng Miêu Nhi nói: Cô ta chẳng lẽ là Vương Phu Nhân sao? Vương Lân Hoa quả quyết nói: ừ, Cô ta tuy hơi giống nhưng tuyệt đối là không phải. Thẩm Lãng cũng không trả lời mà là xé một mảnh ống tay áo nhúng vào trong nước nhẹ nhàng lau lên mặt cô ta, lau một cách chậm rãi, cẩn thận. Chu Thất Thất mở to mắt nhìn vào tay chàng. Sau đó, đột nhiên một phép lạ đã xuất hiện, khuôn mặt này không ngờ lại có thể là của Bạch Phi Phi. Chủ thất thất, Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa sững sở trong giây lát. Nữ tử này kỳ thực chính là Bạch Phi Phi. Bọn họ thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nữ tử này lại chính là Bạch Phi Phi. Bà người há hốc mồm, không ngậm được lại nữa. Sau một lúc lâu, chu thất thất cuối cùng không thể không hỏi trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao bạch phi phi lại chạy vào trong giường cô ấy rõ ràng không phải là đang làm tân nương hay sao hùng miêu nhi xoa xoa đầu nói ây à, nếu người ở đây là bạch phi phi vậy tân nương ở đó là ai chú thất thất nắm lấy tay của thẩm lãng à, xin hãy nói cho bọn ta biết nhanh lên nếu mà chàng không nói rõ ràng vấn đề này thì ây à em sẽ sự bị bị chết ngạt đây thẩm lãng cười nói <cười> Chuyện này thực sự rất là phức tạp, cũng kinh người, à, chẳng những không có người đoán trước được, mà thậm chí là sau sự việc xảy ra, nếu mà do ta không bỏ qua, không phải là ta không bỏ qua từng câu nói của họ thì ta cũng không đoán ra được. Hồ biêu Nhi nói, à ta hỏi Huynh trước. Chú Tất Tất vội vàng nói, <laughs> ta hỏi trước, ta hỏi trước. Chuyện này thực sự rất phức tạp, nàng thực sự không biết nên hỏi từ đâu, nàng cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng lớn tiếng hỏi được. Em hỏi chàng trước nhé. Nếu Bạch Phi Phi ở đây, thì Tân Nương lại là ai? Thẩm Lão thở dài một hơi nói. ta vốn thật sự nhìn không ra cô dâu lạ. Tân Nương là ai? Từ đầu đến cuối rõ ràng là Bạch Phi Phi. Làm sao lại có thể biến thành người khác? Điều đó gần như không thể. Chú Thất Thất nói. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chàng nên nghĩ thông ra rồi chứ. Thẩm Lão nói. Em thử nghĩ xem ý. Ngoài Bạch Phi Phi ra ai còn biết và ai còn một lòng muốn bóc cái bí mật này nữa? Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Chu Tất Tất suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên và thất thanh nói: à, điều chàng nói, chẳng lẽ lại là vương phu nhân?" Thẩm Lãng thở dài một hơi, nói từng chữ: "Đúng vậy, là vương phu nhân." Chu Tất Tất nói: "Nhưng mà Bạch Phi Phi thì làm sao lại có trở thành vương phu nhân?" không phải anh em nói tân nương làm sao lại trở thành vương phu nhân mà bạch phi phi thì làm sao lại chạy về trong dương thẩm lãng nói em còn nhớ không cái lúc hôn lễ bắt đầu ấy tân nương đến muộn chú thất thất nói tất nhiên là em nhớ nhưng thẩm lãng xen vào em nhớ rõ cái lúc phương tân kỵ đã nói cái gì sao chú thất thất suy nghĩ một lúc rồi nói à, à hắn nói rằng là có hỉ nương có kinh nghiệm và một thợ làm tóc bán phấn hoa, họ đang trang điểm cho cô dâu. Hắn cũng nói rằng ông già kia đã kinh doanh được 50 năm và là một người đàn ông trung thực. Thẩm lãng khẽ cười nói, <cười> đúng vậy, em nhớ rất là rõ ràng. Chú Tô Thất nói nhưng nhưng mà nó có quan hệ gì? Thẩm lãng nói, <laughs> ta vốn không nghĩ mối quan hệ ở trong này, sau đó nghĩ kỹ thì mới biết là vấn đề là nằm ở chỗ này. Chú thất thất giọng chân và nói Có vấn đề gì? Trời ơi chẳng nói mau đi Thẩm lãng nói Người trung thực à, cũng có lúc không trung thực Ông chủ chảy tóc thì tuy rằng không phải là do người khác ngụy trang Nhưng mà cũng đã bị mua chuộc rồi Một trong hai hỉ nương nhất định là vương phu nhân Mời các bạn nghe phần tiếp ở video sau